Cậu bé này sinh vào ngày âm tháng âm năm âm, thân là cực âm tử có thể tu luyện quỷ đạo nhanh hơn người thường trăm lần. Nhưng cũng vì vậy cậu trở thành miếng mồi để lũ quỷ tranh giành. Để cậu được lớn lên mạnh khỏe, lãng bà này không chỉ cầu xin một cành thông vạn năm trên núi tuyết, thậm chí còn thay da đổi thịt cho cậu. Đêm hôm đó, lãng bà thắp đầy nến trắng trên bàn, bà giải thích hoán bì không hề dễ dàng. Thứ gọi là hoán bì, thực chất là dùng lớp vỏ của linh vật ít nhất có tuổi đời ngàn năm trở lên, phong ấn linh khiếu của đứa bé, triệt để chặt đứt đường tu hành của nó. Vừa nói, bà vừa đổ lên người cậu, hỗn hợp căn thủy và dầu tùng. Tuy ta tu hành cả đời, nhưng vỏ linh vậy ngàn năm quả thực là khó kiếm, chỉ đành dùng vỏ linh vật khác thay thế vậy. Nói đến đây bà bất lực thở dài. Các người không kham nổi đâu xuất mã tiên, Thường Bát Gia lên tiếng hỏi. Ngàn năm đạo hành là được hả? Cái gì cũng được hả? Lãng bà để lộ biểu cảm nghi ngờ. Chẳng lẽ Thường Bát Gia có ư? Thường Bát Gia thấy vậy thì hơi bực dọc. Biểu cảm này là thế nào? Tuy ta kém cỏi nhưng tổ tiên nhà ta không phải dạng vừa đâu. Mọi người nghe vậy liền sáng mắt. Sao lại quên mất chuyện rắn lột xác không biết? Sau 500 năm rắn hóa chằn, 500 năm sau chằn lại hóa dao. Dao muốn tiến hóa thêm một bước thì phải cưỡi nước lao ra tứ hải. Đây cũng là nguyên do hình thành nạn thủy. Trên dao là rồng, trên loài rồng có sừng này là giác long và ứng long. Tổ tiên ta thích lột xác lắm, muốn lấy một bộ da lột không dễ đâu. Thường Bát Gia nói, thái độ hết sức tự hào. Lãng bà nghe vậy liền kích động cảm kích. Tôi xin đa tạ Thường Bát Gia. Thường Bát Gia hơi gượng gạo. Đây là da rắn đấy nhá. Tôi cho các người bảo bối này. Chuyện bỏ chạy trước lúc lâm trận trước đó, đừng nhắc lại nữa nhé. Quỷ không đầu tính nóng như kem, hừ lạnh bảo anh đừng phí lời nhanh cái tay lên. Long bà giải vây. Thường Bát Gia có bao giờ bỏ chạy chứ? Ngài chỉ muốn đi gọi thêm quân chi viện thôi mà. Nói rồi bà không lãng phí thời gian thêm, sắc mặt trở nên nghiêm trọng hẳn. Bà chắp tay nói với mọi người, chư vị hãy bảo vệ nơi này, chớ nên lơ là cảnh giác. Thường Bát Gia nghe vậy liền nghiêm túc làm theo. Lãng bà rót giọt dầu tùng cuối cùng vào miệng cực âm tử, cổ họng cậu bé tràn ngập mùi vị ngọt mát. Cậu nuốt xuống bụng, da thịt tỏa ra sắc vàng kim nhàn nhạt. Cầu cho đứa bé này trở thành người bình thường sau khi hóa bì, tránh bị ma quỷ làm phiền. Tôi dùng dầu tùng vạn năm phủ kín cơ thể cậu bé. Bát Gia, vỏ linh vật đâu? Nghe lãng bà ra hiệu, Thường Bát Gia bắt đầu hành động. Bụng anh dục dịch nhấp nhô, sau đó nhả ra lớp da rắn thanh lân. Đi đi, hãy nghe theo lệnh lãng bà. Lớp da rắn đó bao bọc quanh cơ thể cực âm tử, ngoài mũi và miệng lộ ra, những bộ phận khác đều bị bó kín, đến những nơi kín đáo nhất cũng bó kín. Sau đó lãng bà nhìn cậu một cách nghiêm trọng. Bà khó mà áp chế lớp da rắn này, chỉ đành mặc theo nó. Nhưng da rắn càng lúc càng cuốn chặt vào người cực âm tử. Đứa trẻ sơ sinh gào khóc thảm thiết. Sau đó phía ngoài lớp da rắn bỗng nổi lên hư huyễn long ảnh. Cực âm tử há miệng, khuôn mặt gớm ghiếc. Dưới sức ép lớn mạnh này, cậu hít thở vô cùng khó khăn. Tạo Lý thấy vậy liền sốt sắng hỏi lãng bà, đứa trẻ này rất bất thường, có thể giúp nó không? Lãng bà lo lắng vô cùng, bà vội nghĩ cách. Một lúc sau mắt bà sáng lên, dường như đã nghĩ ra gì đó. Bà hô lên bảo Lão Lý mau lấy món đồ mẹ đứa bé để lại. Lão Lý nghe vậy, ông lập tức lục lọi trong túi, sau đó lấy ra ngọc bội và kim bạc mẹ cậu để lại trước khi chết. Lãng bà không dám chậm trễ chỉ một giây, bà vội đặt ngọc bội vào tay cực âm tử. Khoảnh khắc viên ngọc nằm trong tay cậu, từng luồng hơi ấm len lới vào cơ thể, hư huyễn long ảnh tăng thêm sức mạnh, chống chọi lại, cây kim bạc lập tức tỏa ra những tia sáng vàng kim. Xẹt xẹt vài tiếng, long ảnh tan biến thành mây đen. Chớp mắt luồng khí đen đó bị cơ thể cực âm tử hấp thụ, sau khi khôi phục trạng thái bình thường, cậu được thả về mặt bàn. Sau lưng xuất hiện một con dao long cưỡi mây đạp gió. Cứ như vậy, một nhóc sơ sinh như cậu chưa gì đã được xỏ khuyên tai, còn xăm mình như các đại ca giang hồ. Lãng bà thấy vậy liền thở phào, bà tiến lên ôm cậu vào lòng. Đứa trẻ này đúng là tai ương, chỉ bằng sau này gọi nó là Cửu Nan đi. Lão Lý tiến lên nhắc nhở, phía sau ngọc bội này có khắc chữ Hoa, có lẽ đứa bé này họ Hoa. Lãng bà ôm ấp cậu trong lòng, vậy nó sẽ tên là Hoa Cửu Nan. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 5 năm sau, dưới sự chăm sóc của hai ông bà, Hoa Cửu Nan lớn lên trong yên bình. Suốt thời gian đó, cậu cũng không hề có những biểu hiện khác người. Năm nay, thôn họ bỗng bị dịch bệnh hoành hành, đại phu mời về từ thị trấn cũng phải bó tay, đến người khỏe mạnh cường tráng như Vương Tam Thúc còn phải gục ngã. Tuy dịch bệnh rất nghiêm trọng nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Tạo Lý vẫn dẫn Hoa Cửu Nan lên núi bảo vệ rừng như bình thường, đương nhiên cũng tiện thể kiếm ít đồ ăn mang về nhà, bồi bổ sức khỏe cho Vương Tam Thúc. Hoa Cửu Nan nhỏ bé cuốn trong lớp quần áo dày cộm, chất liệu vải gai thô sơ, bám theo ông lên núi rất khó khăn, cộng thêm mặt đất đang phủ tuyết dày, đây quả là thử thách với Hoa Cửu Nan. Vừa đi được một lúc cậu đã ngã lăn ra đất. Tiểu Cửu, không sao chứ? Nghe tiếng Lão Lý hỏi thăm, cậu cười khì khì. Ông ơi, dược thảo này. Cậu cười tâu toét để lộ hàm răng trắng. Lão Lý bước đến xoa đầu cậu, mặt ông nở nụ cười đôn hậu. Tiểu Cửu ngoan lắm, mới bằng này tuổi đã biết giúp ông hái thuốc rồi. Tiểu Cửu hái thuốc làm gì đó? Nghe ông hỏi vậy, cậu nói với giọng non nớt rằng muốn chữa bệnh cho Vương Tam Thúc. Thúc ấy khỏi bệnh con sẽ được đi bắt ếch, bà nội cũng không khóc nữa. Nghe vậy Lão Lý thở dài thườn thượt, Tam Thúc của con e là đại phu mời trên tấn về cũng vô phương cứu chữa, chỉ đành bảo lãng bà chuẩn bị lo hậu sự. Đại phu đã cho anh uống những loại thuốc có thể dùng được rồi. Lãng bà cũng dùng đến xuất mã tiên rồi.
không thể tranh giành với số phận nữa đâu. Tam thẩm đang mang thai nghe đại phu nói vậy, cô đau lòng òa khóc. Đệ tử xuất mã có thể chữa hư bệnh do những thứ ô uế gây ra, nhưng lại chẳng có tác dụng với loại bệnh này. Lãng bà bị dồn vào đường cùng, bà chỉ biết thở dài. Bệnh dịch hoành hành một tháng nay rồi, trong thôn này càng nhiều người mất mạng. Tôi thấy già cả như tôi sớm muộn cũng đến lượt thôi. Tới khi đó thì cả nhà ta đoàn tụ dưới suối vàng vậy. 9 ngày vật lộn với bệnh tật, Vương Tam Thúc đã gầy sọp như bộ xương khô. Anh thều thào an ủi mẹ chớ nên nói những lời gở như vậy. Con đi rồi còn có tiểu cửu ở lại báo hiếu mẹ. Còn có con dâu, vợ con sinh cháu rồi, mẹ hãy gả cô ấy cho nhà khác. Cô ấy còn trẻ, anh chưa nói xong thì Tam Thẩm đã kích động gào lên phản đối. Lãng bà không kìm được nước mắt, con yên tâm, mẹ sẽ coi nó như con gái ruột. Tìm một nhà tốt gả đi, ông nhà mất sớm, ba đứa con thì đen đủi chết yểu mất hai. Giờ chỉ còn lại Vương Tam thì cũng sắp qua đời, bầu không khí dày đặc mùi bi thương. Lúc này, Hoa Cửu Nan mở cửa phấn khích chạy vào. Tay cậu ôm cây thuốc hái được trên núi, Tam Thúc con mang thuốc về rồi. Lãng bà thấy vậy liền cuống quýt đuổi cậu ra ngoài. Cẩn thận bị truyền nhiễm con ơi. Tiểu cửu bi bô hỏi bà, con không sợ, con có thuốc mà. Tam Thúc uống thuốc thôi. Nói rồi cậu nhóc đưa vây thuốc cho Tam Thúc, nhưng chưa đi được mấy bước cậu đã bị đại phu kéo lại. Nhóc con, nhóc biết bệnh dịch này đã phân bố khắp thôn rồi không hả? Thuốc này của nhóc có ích gì chứ? Nói đến đây ông ngừng lại, là một bác sĩ ông không lạ gì các cây thuốc. Nhưng nhìn thấy mấy cây thuốc trong tay tiểu cửu ông hơi ngứa người. Không những có xài hồ, hoàng kỳ, còn có cả cam thảo, bán hạ và thường sơn. Nhưng thứ này nấu thành canh tiểu xài hồ, rất có lợi cho việc bài trừ âm huyết. Đúng vậy, sao ta không nghĩ ra nhỉ? Ai dạy con thế, mau dẫn ta đi gặp thầy con. Thấy đại phu kích động như vậy, tiểu cửu vừa định đáp lời, lão Lý bỗng mở cửa bước vào. Để tránh bại lộ sự bất thường của tiểu cửu, ông đành mặt dày nói ông đã nghĩ ra phương thuốc này. Đại phu nghe vậy liền chạy tới kéo tay ông thán phục, y thuật của ông quả là vượt xa kẻ hèn này, không ngờ ở đây lại có người thâm tàng bất lộ như vậy. Lão Lý nghe vậy thì hơi chột dạ, không biết nên đáp sao cho phải. Sau khi uống thuốc, Tam Thúc bình phục lại kha khá, lãng bà mới yên tâm. Bà âu yếm xoa đầu tiểu cửu khen ngợi, con đã cứu cả thôn chúng ta đó, ta phải mau chóng chuyển tin này ra ngoài mới được. Nói rồi bà hớt hải chạy đi. Nhưng lúc này tiểu cửu bỗng thốt lên một câu khiến bà sững sờ, nhớ giúp con gửi lời chào tới chị gái dưới giếng nhé. Nghe vậy bà hoảng hồn, bà vội quay lại hỏi tiểu cửu, chị gái trong giếng nào cơ? Tiểu cửu, con nhìn thấy ở đâu vậy? Mau nói cho bà nghe đi con. Tiểu cửu vô tình nhìn thấy một chị gái mặc bộ đồ đỏ bay lên từ miệng giếng. Lãng bà biết chuyện liền hỏi, cậu nhìn thấy ở cái giếng nào, mau nói cho bà nghe. Tiểu cửu nhớ lại hình như từng thấy ở trong nhà Điền lão tứ. Chị gái đó bay ra rồi trèo lên lưng Tam Thúc, còn cắn cổ thúc ấy. Tam Thẩm nghe mà khiếp sợ, không phải chứ, có phải tiểu cửu nhìn nhầm không? Mẹ, chẳng phải mẹ đã hoán bì cho nó rồi sao? Lý ra không nên nhìn thấy những thứ đó chứ. Lãng bà không khỏi nhíu chặt mày, đừng quên đôi mắt nó để lộ ra ngoài. Đúng lúc đi đưa thuốc, ta sẽ qua đó xem thử. Khoảng 10 phút sau, ba người họ đứng trước của nhà Điền lão tứ. Lãng bà gõ cửa vài lần, một lúc sau Điền lão tứ ra mở cửa. Đại phu phấn khích nói rõ mục đích đến đây, nói canh tiểu xài hồ chữa được dịch bệnh, có mấy người đã uống và hạ sốt hẳn. Điền lão tứ vội kéo họ vào nhà, nhà chúng tôi còn mấy người, ngài mau vào xem thử. Lãng bà đi theo chậm rãi quan sát một vòng, nhưng nghiêm nghị lắc lắc đầu, kỳ lạ, không thấy âm khí, cũng chẳng có gì lạ. Bà ngờ vực xăm soi cái giếng, vẫn không phát hiện ra có gì bất thường, chẳng lẽ tiểu cửu nhìn nhầm ư? Chuyện này còn chưa rõ, không nên hù dọa mọi người thì hơn. Sau khi được dùng thuốc, Điền lão tứ cảm kích mời họ ở lại dùng cơm, lão Lý khua tay từ chối. Lãng bà không yên tâm nên tiến tới hỏi, gần đây có thấy người khó chịu gì không? Điền lão tứ lắc đầu bảo không, ông bảo chỉ thấy hay buồn ngủ. Nghe đến đây lãng bà lại càng thêm lo, giờ vẫn chưa thể xác định nhà Điền lão tứ có vấn đề gì không. Bà lấy ra một con dao gỗ liễu dài 3 thốn, đưa cho ông, bà giải thích nó có tác dụng xua đuổi bệnh dịch và tà ma. Ánh mắt Điền lão tứ lóe qua tia lảng tránh, như nhớ ra gì đó, nhưng ông nhanh chóng khôi phục thái độ rồi nhận con dao. Sau khi mấy người rời đi, ông treo con dao lên cửa theo lời dặn, nhưng vừa treo lên không lâu thì một hiện tượng lạ xảy ra. Con dao vốn lành lặn bỗng xuất hiện một vết nứt, đồng thời một chất lỏng màu đen hôi tanh chảy ra từ đó.